Xin chào mọi người. Thiếu gia ra tù liền vô địch tập 32. Tuần chính nhận lấy, cẩn thận xem xét trước mặt mọi người, không thấy nào. 15 phút sau, Tuần chính ném thư bổ nhiệm xuống đất, gào thét điên cuồng. Làm chủ không thể làm như vậy được, cột mẹ đó. Lý Vũ chửi mắng, chĩa thẳng súng trong tay vào Tuần chính. Mẹ đó, có phải ông muốn tạo phản không? Tôi nói cho ông biết, làm chủ ban trong đây đại quyền sinh sát, ông có tin ông đây bằng một phát thì ông chỉ có thể uống mạng hay không? Nếu như cậu dám bắn, ánh mắt Tuần chính u ám, ông ta tuyệt đối không tin Lý Vũ dám nổ súng bắn ông ta. Nhưng đó chính là những gì ông ta nghĩ. Đùng đùng đùng, Lý Vũ trực tiếp bóp cò nổ lên tiếp ba phát súng, đi mẹ nó. May mà Tuần chính phản ứng khá nhanh, dễ dàng tránh được ba viên đạn. Điều này chứng tỏ thân thủ người này rất lợi hại. Mọi người đều nhìn thấy, chính là ông ta muốn tôi nổ súng. Lý Vũ nhìn mọi người xung quanh biểu cảm trông rất vô tội. Tuần chính giơ cao bàn tay to lớn, trong lúc ông ta chuẩn bị ra lệnh. Ông có thể ra lệnh, nhưng chỉ cần ông dám ra lệnh thì chứng tỏ ông lão già này muốn tạo phản. Lý Vũ mở miệng trước, trực tiếp chụp cái mũ lớn trên đầu ông ta. Tay Tuần chính cứng đờ cho ông Trung, không biết nên thu tay hay vẫn tiếp tục phất tay ra lệnh. Ra lệnh người ta sẽ nói ông ta là tạo phản, còn không ra lệnh thì ông ta phải giao ra quyền kiểm soát quân khu Tây Cương. Còn mẹ nó chứ, tại sao có thể như vậy được chứ? Trên mặt Tuần chính lộ ra vẻ khó coi như anh phải phân chó. Vốn tưởng mọi chuyện đang phát triển như mình đoán trước, kết quả là bị Lý Vũ đánh cho trở tay không kịp. Sau khi do dự và cân nhắc lợi hại nhiều lần, Tuần chính vô cùng miễn cưỡng mà giao lại quyền chỉ huy tác chiến của quân khu Tây Cương. Nhưng có một điều ông ta không ngờ tới là Lý Vũ không hề có ý định dùng binh lính quân khu Thiên Long. Chẳng lẽ đại soái Lý muốn dẫn một vạn người này đi đánh nước Thần Tam sao? Một vị tướng lĩnh mặt đầy hoảng sợ hỏi ra. Lý Vũ gật đầu hỏi ngược lại, có vấn đề gì sao? Lời đánh này khiến mọi người bốn phía kinh ngạc. Thì các tướng lĩnh không biết nên nói gì cho phải. Nước Thần Tam có 600.000 binh lực, nói quá lên chỉ cần một người một ngụm nước bọt là có thể nhấn các người chết chìm. Được rồi, trong quân đội không được đùa giỡn. Bộ soái không phục lòng dũng cảm của đám trẻ tuổi các người. Tuần chính cười nhiều đến mức sắp trèo quay hàm. Lúc này sự bất mãn đối với việc Lý Vũ tức đoạt quyền chỉ huy tác chiến trong ngay mắt biến mất, bởi vì trong mắt ông ta Lý Vũ chết chắc rồi. Mà có gì đáng phải tranh cãi với một người sắp chết chứ? Lý Vũ hừ lạnh châm chọc, đại soái tôi đây mới không giống đồ vô dụng nào đó, trong tay 500 vạn đại quân mà ngay cả dũng khí chiến đấu thực diện cũng không có. Lời này vừa nói ra, nụ cười Tuần chính lập tức cứng lại. Người tin tưởng đều có thể nhận ra Lý Vũ đang chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Kẻ vô dụng mà anh đang nói tới chính là ông ta. Đừng hiểu lầm, Tần Nguyên Soái tôn chỉ tên nói họ ai cả. Đương nhiên Lý Vũ cười ha hả, nếu ông nhất quyết muốn dò số ngồi vào chỗ thì đại soái tôi cũng không có cách nào. Lý Vũ, Tần chính nói thành từng chữ một, trong mắt dường như bộc phát ra lửa giận. Báo cáo. Một binh lính trinh thám bước nhanh tới, báo cáo Tần soái, nước Thần Tam đã phái 150.000 quân tiến đến chính diện quân khu chúng ta, để không mau phái quân tiếp viện, nhưng nhất chỉ là 10 phút nữa mà họ sẽ chập thủng phòng ngự của chúng ta. Tin tức này khiến sắc mặt của tất cả các tướng lĩnh lập tức thay đổi. Đúng lúc mọi người đang lo lắng, mọi người đến lượt chúng ta lên sân khấu rồi. Mà sau đó Lý Vũ nhìn về phía Tần chính, để đồ vô dụng nào đó biết mình trước cục có phải phế vào đây không. Câu Tần chính hết lần này tới lần khác âm thầm nhắc nhở mình không được tức giận, cũng không cần so đo với người chết quá nhiều. Chúng ta đi thôi. Lý Vũ vung tay lên kéo quân của mình bên mông cuồn cuộn rời đi. Đồ vô dụng, đồ vô dụng, đồ vô dụng. 9 vua lính đến thuê và 12 chính thần tu la để vô cùng an ý, mỗi người đi ngang qua Tần chính để mở miệng mắng một câu. Mặc dù giọng nói trèo trạo của họ quả thực rất khó nghe, răng hàm Tần chính đều nghiến đến sắp gãy. Thân là chủ soái của một quân khu, đây là lần đầu tiên có nhiều người mắng ông ta là đồ vô dụng như vậy. Nguyên sát Tần đừng tức giận, đại soái Lý bọn họ không phải mắng ngày đâu. Chắc là không phải, chắc vậy đó. Một số tướng lĩnh ngoài miệng nói lời an ủi Tần chính, nhưng thực ra lại đâm thêm vài nhát vào tim ông ta. Bọn họ đã sớm vô cùng bất mãn với những hành động của Tần chính. Nếu không phải cấp trên một bậc để tiếp người thì bọn họ còn muốn mắng Tần chính là đồ vô dụng. Cùng lúc đó, Lý Vũ đầu tàu gương mẫu dẫn hơn 10.000 người chạy bộ về phía lối vào cửa phòng tuyến. Mới đi tới cách đó vài dặm, bọn họ đã nghe thấy tiếng lửa đạn đinh tai nhức óc. Chỉ quân làm ba cánh rõ. Tôi nghe mệnh lệnh của Lý Vũ,
đội ngũ mấy vạn người vô cùng ăn ý mà chia thành đội hình ba cánh quân. Tốc độ hành quân của họ rất nhanh, thời gian chưa đến một chén trà đã đến được cửa tuyến phòng thủ đang tràn ngập nguy cơ. Hơn 1000 binh lính quân đoàn Thiên Long đã chết trận, chỉ còn hơn 500 người vẫn đang hăng hái tắm máu chiến đấu. Những người lính này thật đáng kính, đáng thương và cũng thật đáng buồn. Cho dù bọn họ có chết cũng để kẻ địch đến gần nửa bước, luôn tin tưởng quân tiếp viện sẽ đến, nhưng lại không biết mình đã bị thần chấn bỏ rơi. Nói cách khác, để không có Lý Vũ tới, kết quả cuối cùng của 500 người này chắc chắn là phải chết. Sẽ không có bất ngờ nào xảy ra cả. Đùng đùng đùng, ầm ầm ầm. Một cánh quân do Melos và Oni vừa lên đã dẫn đầu lao ra khỏi cửa tuyến phòng thủ, đối đầu trực diện với binh lính nước Thần Tam, hóa lực vô cùng dũng mãnh. Đội quân nước Thần Tam vốn dĩ đang khi thế mạnh mẽ, bị đánh cho trở tay không kịp, muốn phản công cũng phải mất ít nhất vài phút để lấy lại tinh thần. Nhưng trên trong vài phút này, một cánh quân khác đã phân tán ra đột kích. Trần Nhân Bách đã xử lý hơn 2000 quân địch. Sao mà họ lại có vũ khí lợi hại như vậy chứ? Không lẽ quân tiếp viện của bọn họ đến rồi sao? Mày hỏi tao, mày nói, tao hỏi ai đây? Và tên lính nước Thần Tam suy đánh với nhau, báo cáo. Đội nhìn số thịt quân địch, số lượng ước chừng 200.000 người. Thế nhưng không phải binh lính quân Thiên Long, có binh lính lao tới báo cáo. Tướng lính cầm đầu lập tức sửng sốt một chút, sau đó gấp không chờ đổi mà hỏi lại, có phải binh lính quân đoàn hộ khiếu Đức Hoa Hạ không? Không, không phải. Người lính đó run rẩy trả lời, những người đó không giống như binh lính Đức Hoa Hạ. Không phải binh lính nước Hoa Hạ sao? Những lời này khiến các tướng lĩnh có mặt bối rối, nghĩ trăm lần cũng không nghĩ ra. Những người đó có màu da khác nhau, tổ tình báo của chúng ta đã nhận ra danh tính của một số người trong số đó. Người lính do dự một lúc rồi nói tiếp, mà họ hình như là lính đánh thuê, hơn nữa mà họ đều thuộc quân đoàn lính đánh thuê hạng nhất trên thế giới. Đây là chuyện gì vậy chứ? Nước Hoa Hạ mời lính đánh thuê ở đâu ra vậy? Vị tướng lĩnh cầm đầu có vẻ bối rối. Tướng quân Chan Chai, tôi nghĩ ngài nên liên lạc với đối phương bên kia một chút đi. Một vị tướng lĩnh khác nhắc nhở. Chai Chai lập tức hiểu ra, sau đó tự mình đi vào một chiếc lầu ở giữa doanh trại, nhấc điện thoại cố định bấm một dãy số. Tướng quân Chai Chai giọng nói tình chấn bên kia vang lên. Chai Chai không hàn huyên với đối phương mà trực tiếp hỏi thẳng, nó hòa các người bộ lĩnh đánh thuê ở đâu ra vậy? Còn nữa, sao trong tay các người lại có vũ khí tổ tân như vậy? Tình hình cụ thể thì tôi vẫn đang điều tra, nhưng tướng quân Chai Chai không cần phải lo lắng. Tình chấn trầm ngâm nói ra, lần này quân tiếp viện chỉ có khoảng 10.000 người, với binh lực của các người có thể tiêu diệt bọn chúng mà không tốn chút sức lực nào. Chỉ có khoảng 10.000 người thôi sao? Sao tôi lại cảm thấy có gì đó không đúng lắm? Chai Chai cau mày, cấp dưới của tôi vừa báo cáo, ước tính phải có ít nhất 200.000 đại quân, không thể nào. Tình tính gần như một miền phủ Nhật, tôi chính mắt nhìn thấy chỉ có khoảng 10.000 người. 200.000 người đó ở đâu ra chứ? Thông tin mà cấp dưới của ông tìm hiểu được sai lầm rồi đó. Hy vọng ông không nói dối tôi. Sau khi cảnh cáo một câu, Chai Chai chủ động cất điện thoại rồi bước ra khỏi lều, từ xa xa theo dõi trận chiến. Người đâu? Có. Tôi hỏi lại một lần nữa. Đối phương thực sự có 200.000 quân tiếp viện sao? Chai Chai hỏi lại. Thủ tướng quân, tin tức của tổ tình báo chắc chắn là chính xác. Trong địa của đối phương đột nhiên nhiều thêm mấy chục nghìn ánh lửa đạn, ước tính bảo thủ là 200.000 người, thậm chí khả năng còn nhiều hơn. Người lính kiên quyết trả lời. Chai Chai lập tức cau mày. Ông ta tin chắc rằng thông tin tình báo của cấp dưới mình không sai, nhưng còn cáo già tình chính đó lại không có lý do gì mà lừa ông ta. Vậy rốt cuộc vấn đề ở đây là gì? Tướng quân, tướng quân. Một vị tướng lĩnh hoang mang ngoảnh lại chạy tới. Chai Chai không hài lòng biết gì đối phương nói ra. Haru, anh đang làm cái quái gì vậy? Anh đang định dọa mọi người chết khiếp sao? Tướng quân, xảy ra chuyện không hay rồi. Giả vốn tình chính đó lừa chúng ta. Tần Chấn bí mật hợp tác với nước Thần Tam, mưu đồ lên kế hoạch với hai mỏ dầu ở Tây Cương. Chỉ cần nước Thần Tam giết chết binh lính chủ lực của quân đoàn Hổ Khiếu, để lúc đó Tần Chấn sẽ chủ động nhắc tới đàm phán hòa bình và trao đổi hai mỏ dầu ở Tây Cương cho bọn họ. Nhưng hiện tại đột nhiên xuất hiện một thế lực binh lính kỳ lạ như vậy, Chai Chai đột nhiên cảm thấy có thể mình đã bị trúng kế. Thêm việc một vị tâm phúc nói ra là khốn Tần Chấn đó chắc chắn đã lừa chúng ta, khiến Chai Chai càng tin tưởng hơn. Dù sao, rõ ràng có một đội quân 200.000 người, mà ông ta lại đến với mình chỉ có khoảng 10.000 người. Ông đây ngốc như vậy sao? Truyền lệnh xuống, toàn quân rút lui, tạm thời ngưng chiến. Chai Chai lập tức ban hành mệnh lệnh cao cấp nhất, rõ. Haru gật đầu đáp lại. Chai Chai có vẻ hơi mệt mỏi nên ra lệnh tiếp. Haru, chuyện giải quyết hậu quả, giao cho anh, bản nguyên soái về nghỉ ngơi trước.
Tướng quân xin đừng lo lắng, mọi việc đều có tôi lo. Haru chào quân lễ theo đúng tiêu chuẩn. Cái trai hài lòng gật đầu rồi quay người ngồi lên một chiếc xe việt giã quân dụng được mấy trăm binh lính hộ tống rời khỏi chiến khu. Haru nhìn theo bóng lưng đối phương, miệng lẩm bẩm: mẹ kiếp, sao tên gốc đó leo lên được chức chủ tướng ba quân này như vậy chứ? May mắn xung quanh không có ai, nếu không đã nghe thấy anh ta nói chuyện rõ ràng là bằng tiếng nước Hoa Hạ chính thống. Một lúc sau, Haru tiến vào sở chỉ huy tác chiến, lập tức nắm quyền chỉ huy. Truyền lệnh của tướng quân cha trai xuống, đoàn lục quân số 1 tiến về phía bắc, đoàn lục quân số 2 tiến về phía tây, chờ đợi thời cơ cùng nhau phát động tổng tiến công. Tướng quân Haru, hiện giờ hỏa lực của chúng ta đã bị quân địch áp chế rất mãnh liệt, bây giờ rõ ràng không thích hợp để chúng ta chia binh lực ra. Một vị tướng ngăn cản, bút. Haru tát thẳng vào mặt tướng quân đó, tức giận nói: mẹ kiếp, ông dám làm trái quyết định của tướng quân cha trai sao? Người đâu, kéo ông ta ra bắn chết đi. Hả? Hành động này khiến vị tướng lĩnh đó sợ đến mức mất hồn mất vía. Bản thân ông ta chỉ đưa ra ý kiến thôi mà, không tuân theo quyết định của tướng quân từ khi nào chứ? Bắn chết sao? Tướng quân Haru, tôi e rằng như vậy không thích hợp cho lắm. Lại một vị tướng khác đứng ra xin tha giúp. Haru càng thấy bất mãn, là nhiều quát lớn: quân địch như núi, nếu có kẻ nào dám thay ông ta xin tha lần nữa, ông đây cho bắn chết chung luôn. Bây giờ không còn ai dám lên tiếng nữa. Tướng quân Haru, tha mạng, hãy tha mạng cho tôi. Đùng, tiếng súng vang lên, một câu xin tha có đột nhiên im bặt. Tất cả tướng lĩnh có mặt đều nơm nớp lo sợ. Các người thất thần làm gì chứ? Còn không mau làm cái lệnh tướng quân cha trai đi, hay là các người cũng muốn ăn đậu phòng? Haru gần cổ hét to: vâng. Lập tức các người đi truyền lệnh. Lúc này Haru mới hài lòng gật đầu, sau đó ra lệnh tiếp: các người lại đây canh chừng cho tốt, mãn tướng quân đi ăn khuya, lát nữa sẽ quay lại. Sau đó anh ta rời khỏi sở chỉ huy. Anh ta vừa rời đi, mấy vị tướng lĩnh khác lập tức vây lại một chỗ. Các người có thấy tối nay tướng quân Haru có chút khác thường không? Đâu chỉ là không bình thường, mà còn giống như một người hoàn toàn khác. Ây à, dù thế nào đi chăng nữa, chúng ta chỉ cần nghe lời là được, ngoài lần đừng để bị bắn chết như vị tướng quân. Mấy người tụ tập lại châu đầu ghé tai thì thầm. Ở bên kia, Haru vừa rời khỏi sở chú hy, vừa vàng rẽ trái rẽ phải, thừa dịp không ai chú ý thì leo lên một chiếc xe việt giã quân dụng. Haru một tay khởi động xe, tay kia xé bỏ lớp mặt nạ da người trên mặt xuống. Hiển nhiên Haru này đã bị người ta giả mạo, và người giả mạo này có thể là ai khác ngoài Lý Đại Đương gia. Cùng lúc đó, mấy trăm ngàn quân của nước Thần Tam bắt đầu rút lui ra khỏi trận giao tranh, dần dần chia thành hai đội quân lớn, đồng thời hướng về phía bắc và phía tây. Mà đã đứng đánh thuê đang giao tranh với bọn họ cũng không truy đuổi theo nữa. Hai bên dường như vô cùng ăn ý lạ thường. Hơn một phút sau, tình thế vừa mới yên tĩnh lại một lần nữa bị phá vỡ bởi tiếng lửa đạn. Ngay sau đó là vô số tiếng rên rỉ vang lên. Sở chỉ huy nước Thần Tam nhận được tin tức, binh lính của bọn họ tuân theo mệnh lệnh tiến về hướng bắc và hướng tây, nhưng mới vừa tiến vào chiến tuyến không được bao lâu đã bị mai phục. Trên mặt đất đã chôn sẵn vô số bom hẹn giờ, ngắn ngủi chỉ trong vòng nửa phút bọn họ đã chết ít nhất hàng trăm nghìn người. Tin tức này lập tức khiến tất cả các tướng lĩnh khiếp sợ giật mình. Rốt cuộc trăm nghìn người chết chứ không phải là 10 người, làm sao họ có thể gánh nổi hậu quả này chứ? Đây là lỗi tướng quân Haru, là anh ta hạ lệnh. Đúng vậy, tất cả đều là lỗi của tên ngu xuẩn đó. Bây giờ chúng ta phải lập tức báo cáo cho tướng quân cha trai ngay. Nhưng mà đúng lúc đó Haru đã quay trở lại. Các người nhào nhào tranh cãi gì vậy chứ? Haru vừa bước vào đã nghe thấy có người mắng mình ngu xuẩn, nên sắc mặt anh ta rất khó coi. Còn dám hỏi vì sao chúng ta cãi nhau sau, cứ chờ chết đi. Một vị tướng từng bị Haru mắng cho một bài trước đó tỏ ra hả hê khi người gặp họa. Haru lúc đầu tức giận, sau đó lộ ra vẻ tò mò. Các người điên rồi sao? Sao bộ tướng quân phải chờ chết chứ? Vừa rồi là anh ra định. Một vị tướng lĩnh khác lập tức kể lại những gì Haru đã ra định. Haru bối rối như lọt vào sương mù. Anh ta vừa mới bị tiêu chảy, ngồi xổm trong nhà vệ sinh gần một tiếng, ngồi đến mức hai chân sắp tê dại, thì ra định khi nào được chứ? Chắc chắn mấy kẻ khốn nạn này gây chuyện rồi muốn gán tội danh này lên đầu của mình. Đùng đùng đùng, ông đây sẽ giết chết bọn chó ngốc các ngươi. Haru rút súng trên người mình ra, bắt đầu bắn loạn xạ. Người đâu tới đây? Haru điên rồi, mau bắt anh ta lại. Haru cứ chờ chết đi. Bộ chỉ huy ngay lập tức trở nên hỗn loạn. Cùng lúc đó, Lý Vũ vừa hát ngâm nga vừa đi về khu vực của mình. Đại đương gia chúng ta đúng là khôn ngoan, dễ như trở bàn tay đã giết chết hơn mấy trăm ngàn binh lính của đối phương. Không hổ là đại đương gia, chúng ta thực sự rất khâm phục ngài. Trên đời này ai dám đối địch với đại đương gia, chẳng bằng mua một miếng đậu phủ
đâm đầu vào chết chết rồi. Chính vua đến đánh thuê và 12 chiến thần Tu La bắt đầu nền nọt tầm bốc. Mà đã đến đánh thuê xung quanh, nhìn thấy cảnh tượng này tất cả đều sốc đến ngây người ra. Phải biết rằng những vị lãnh đạo này đều là nhân vật lớn nổi tiếng trên thế giới, vậy mà giờ phút này bò lại nền nọt tầm bốc một chàng trai trẻ. Điều này thật có mẹ nó phản khoa học mà. Ở đầu bên kia, quân khu Tân Cương, Tân Tính đang uống trà, có vẻ không hề buồn ngủ một chút nào. Ông ta đang chờ đợi tin tốc rằng đám người Lý Vũ sẽ bị diệt toàn quân. Nhưng chờ mãi đã chờ đến mất cả kiên nhẫn. Rốt cục báo cáo, một binh sĩ xông vào báo cáo: Nguyên soái Tần, tin tốt, nói mau, có tin tốt gì? Có phải là đại quân tiếp viện phía tây đã bị tiêu diệt rồi không? Tần Tính kích động đứng dậy, người lính choáng váng. Nếu đại quân tiếp viện phía tây bị tiêu diệt, đó mà được coi là tin tốt sao? Tần Tính hình như cũng nhận ra mình đã nói sai. Sau khi ho khan vài tiếng, đổi chủ đề nói ra: Ý của bổn soái là đại quân tiếp viện phía tây có đánh lui được quân đội nước Thần Tam hay không? À không. Người lính thành thật trả lời. Ngay vậy, Tần Tính ra vẻ như đã đoán được trước, bình tĩnh nói: Vậy còn nói xem rốt cục là tin tức tốt gì? Rõ. Người lính lập tức báo cáo: Chưa đầy nửa giờ sau khi đại quân tiếp viện phương tây xuất kích, đã lật ngược tình thế, ngăn cơn sóng dữ, bảo vệ được phòng tuyến cuối cùng. 2 giờ sau đó đã tiêu diệt hơn 120.000 người quân địch tháo chạy trốn chết. Cậu nói cái gì? Tần Tính há miệng ngây ra như phỏng. Tướng quân, tôi đến để cho ngài xuống hạnh. Một người phụ nữ xinh đẹp trẻ tuổi ôm lấy cha trai khôi ngô từ phía sau. Cút! Cha trai xoay người lại với mặt âm mưu có hơi dọa người. Người phụ nữ hoảng sợ ngừng nói ra: Tướng quân, là tôi làm gì sai sao? Bây giờ ông đây không đánh chơi với cô, cút đi! Cha trai lớn tiếng quát. Người phụ nữ sợ hãi vội vàng khoác áo khoác chạy ra khỏi doanh trướng, sợ mùi một chút sẽ bị chết dưới họng súng của cha trai. Ở bên ngoài doanh trướng còn có 2 người phụ nữ khác đang muốn tiến vào doanh trướng, nhưng cái người phụ nữ sợ hãi chạy ra thì vô cùng mờ mịt. Sao cô lại đi ra thế? Có phải tướng quân nói muốn súng hành 3 người chúng ta sao? Có một người phụ nữ nói ra. Người phụ nữ kia lắc đầu thất vọng nói: Có lẽ phương diện đó của tướng quân không được, thèm quá hóa giật đuổi tôi ra ngoài, chúng ta nên nhanh chóng rời đi. Hai chị em kia nghe cô ta nói như vậy cũng nhanh chóng rời đi. Bên trong doanh trướng, sở dĩ cha trai phẫn nộ như vậy không phải vì cơ thể không được, mà là bởi vì mới nhận được tin tức bên dưới truyền đến. 12 vạn quân đã chết, còn có vài tên tâm phúc nội chiến với nhau. Chiến tranh chắc chắn sẽ có thương vong, điều này có thể hiểu được. Thế nhưng con mẹ nó đã chết hơn 10 vạn lính, nhưng lại không thể đã thương được 10 mấy ngàn người của đối phương. Một khi tin tức này truyền về thủ đô, người khác đều biết cha trai hắn là phế vật, thậm chí còn không bằng một tên phế vật. Bọn tướng quân, đoàn người của hai phụ tướng quân tới rồi. Một gã binh lính tiến vào bẩm báo. Báo bọn họ lên tới đây. Cha trai tức giận hét lên. Một lát sau, Haru dẫn lời một đám binh lính đi vào như đi trên miếng băng mỏng, trong đó còn có mấy người bị thương. Không cần đoán, 8 phần là bị thương bởi vì nội chiến. Đám phế vật bọn mày, ông luôn bọn mày có ích lợi gì chứ? Cha trai cầm bình rượu trên bàn hung dữ ném qua. Một gã tướng thấy bình rượu bay đến vội vàng tránh đi. Cái gì? Cha trai thấy cảnh đó gã càng tức giận hơn, lại ném thêm một bình rượu qua. Con mày đó dám tránh sao? Gã tướng kia nằm dưới đất liên tục kêu lên. Những người khác thấy vậy đều hoảng sợ. Sợ tiếp theo sẽ đến lượt mình gặp họa. Chàng trai liếc mắt mấy người xung quanh, ông ta nói ra: Nếu hôm nay mấy người không cho tôi một lời giải thích thỏa đáng, có thể đồng đây lột da mấy người hay không? Tướng quân, tất cả đều do Haru, tôi nghi ngờ tên khốn này chính là đồ phản bội. Một gã tướng chỉ vào Haru, lúc này gã nói ra những chuyện đã xảy ra. Tướng quân, tên khốn đó vu oan cho tôi. Haru lập tức kể ra chuyện mình đã gặp phải. Chàng trai có thể lên làm chủ tướng của ba quân thì thỉnh thoảng chỉ số thông minh của ông ta ngoài tuyến, nhưng hầu hết thời gian vẫn bình thường. Ông ta nghe vài tên cấp dưới mỗi người nói một câu, hiểu được sơ lược tại sao chuyện là như thế này. Haru, anh có nhớ lời dặn dò của tôi trước đó hay không? Cái gì? Haru giật mình, ông ta khó hiểu nói. Tướng quân, người dặn dò tôi khi nào? Chàng trai nhìn biểu cảm của mấy tên thuộc hạ cũng không giống giả vờ. Ông ta bỗng ý thức được chuyện gì đó xảy ra. Mẹ nó, có địch quân trà trộn vào giả mạo Haru. Tướng quân, người nói là có người giả mạo tôi sao? Haru cũng phản ứng lại. Chàng trai vỗ mạnh đùi ông ta nói ra, lẽ ra ông đây phải nghĩ ra từ trước. Tướng quân anh minh. Haru lập tức thả rắn cầu vồng. Tướng quân anh minh. Mấy người khác cũng nhanh chóng làm theo. Lúc này tâm trạng chàng trai mới tốt hơn. Ông ta thầm nghĩ, tôi thông minh như vậy, tôi không làm chủ tướng thì ai làm chứ? Tướng quân,
đối phương có thể lẻn vào bên trong của chúng ta, chứng tỏ người đó vô cùng hiểu biết chúng ta. Một tên tướng đăm chiêu nhắc nhở. Chàng trai nghe vậy thì nhíu mày. Người hiểu rõ nội bộ của bọn họ còn chỉ có mấy tâm phúc trước mặt này, mà bỏ ra thì cũng chỉ có người cùng hợp tác kia. Tần Chính thì ra là Tần Chính, vậy bà ông dám đâm ông đây một đao. Truyền lệnh xuống dưới, lập tức triệu tập tất cả người, chúng ta đến quân khu Tây Cương. Chàng trai ra quyết định. Tướng quân, bây giờ đã gần sáng, các tướng sĩ và ngược đầy mệt mỏi, hay là nghỉ ngơi rồi phát động tấn công sau? Ông biết cái gì? Chàng trai bất mãn phản bác. Ông cho rằng chỉ là tướng sĩ chúng ta mệt mỏi sao? Tướng sĩ nước Hoa Hạ là bằng sắt sao? Bây giờ chúng ta tấn công bất ngờ, chắc chắn bọn họ sẽ trở tay không kịp. Tướng quân an minh, tướng quân an minh. Lại là những lời ai vui định thoát. Chàng trai bỗng nhiên rất đắc ý. Mặc dù chuyện hơn 10 vạn quân chết rất nghiêm trọng, nhưng nếu có thể thuận lợi chiếm được hai mỏ dầu ở Tây Cương, như vậy cũng đã đủ để chuộc tội. Tướng quân, xảy ra chuyện lớn. Một binh lính vọt vào. Còn mẹ nó, lại xảy ra chuyện lớn gì nữa chứ? Bây giờ chàng trai chỉ cần nghe thấy hai chữ chuyện lớn thì tâm trạng ông ta cực kỳ tồi tệ. Quân của nước Hoa Hạ đánh tới. Binh lính gần như bật thốt ra. Cái gì? Tất cả mọi người ở đây nghe vậy thì biến sắc. Chàng trai hỏi, có bao nhiêu địch đến đây? Bọn tướng quân hình như chỉ có một vạn người. Mới một vạn sao? Chàng trai mở to mắt, trên mặt xuất hiện sự khó tin. Sau đó ông ta lại vô cùng giận dữ. Một vạn quân mà dám tấn công đại bản doanh hơn 4 vạn quân của ông đây sao? Còn mẹ nó, đối phương đây là hoàn toàn không để ông ta vào mắt. Một tiếng nổ, đất rung núi chuyển, mẹ kiếp. Mấy người trai trai không đứng vững, té ngã hết xuống đất. Xảy ra chuyện gì vậy? Động đất sao? Không phải, là tên lửa của quân địch. Chàng trai đứng vững lại, ông ta cho tên binh lính kia một bạt tay. Còn mày đó, mày chơi tao sao? Đại bản doanh có hệ thống ngăn chặn tên lửa, mày nói xem tại sao tên lửa có thể tấn không vào được chứ? Tướng quân, tên lửa vừa rồi là tên lửa F-19 thế hệ 2, hệ thống của chúng ta hoàn toàn không ngăn chặn được. Binh lính khóc không ra nước mắt, đành giải thích. Tất cả tướng lĩnh giữ tướng chàng trai ngay vậy để toát mồ hôi. Tên lửa F-19 thế hệ 2 là tên lửa theo dõi tìm kiếm nhất trên thế giới, với hệ thống phòng ngự của họ trước mắt hoàn toàn không chặn được. Sao nước Hoa Hạ lại có vũ khí tìm kiếm như vậy chứ? Người Haru đã tê rần, bút. Chàng trai lại cho Haru một cái tát, ông ta nói ra. Bây giờ không phải lúc nghĩ đến vấn đề này, bây giờ nên nghĩ làm gì bây giờ? Tướng quân, hay là chúng ta hãy đầu hàng? Cái gì? Đầu hàng sao? Hô hấp của chàng trai trở nên dồn dập, ông ta ca nhập hét lên. Chàng trai tôi chiến đấu cả một đời, chỉ tay chết trên chiến trường, chứ tuyệt đối không đầu hàng kẻ địch. Tướng quân, ngài không suy nghĩ cho bản thân thì cũng phải suy nghĩ cho binh lính, người nhà bọn họ còn đang chờ bọn họ trở về ăn Tết đó. Xin tướng quân hãy suy nghĩ. Mọi người bắt đầu khuyên nhủ. Chàng trai đã sớm nghĩ đến chuyện đầu hàng, nhưng vì mạnh mũi nên ông ta phải thể hiện dáng vẻ không sợ chết. Khi ông ta chuẩn bị diễn tiếp để chứng minh khí thế anh hùng của mình thì lại là một tiếng nổ. Chàng trai sợ hãi, ông ta vội vàng xua tay, bảo phái người đến đàm phán với nước Hoa Hạ, chúng ta đầu hàng. Khi mặt trời mọc, vùng đất Tây Cương đã nhiễm một màu đỏ tươi. Tiếng súng, tiếng pháo đạn, tiếng kêu rên nối liền không dứt. Binh lính đánh thuê của chiến binh đoàn phối hợp vô cùng anh ý, càng đánh càng hăng. 12 chiến thành Tula đã cho mọi người biết thế nào là thu hoạch trên chiến trường, nên là bọn họ đi qua quân địch đều ngựa chết ngựa đổ. Mặc dù nhân số binh lính nước Thành Tam rất nhiều, nhưng bị đánh không kịp trở tay. Hơn nữa vũ khí và sức chiến đấu rất yếu, hoàn toàn bị đối phương đè bẹp. Chiến trường cách đó không xa, Lý Vũ dựa lưng vào một gốc cây đại thụ, miệng ngậm thuốc lá giống như một khán giả đang xem phim. Đúng lúc này, Melo dẫn thêm một người đàn ông trung niên mặc đồ nước Thành Tam đến đây. Đại đương gia bỏ muốn đàm phán, Melo nói ra. Người trung niên kia chủ động mở miệng, tôi là sứ thần Biran của nước Thành Tam, hy vọng có thể đàm phán với các ngài. Nhưng mà Lý Vũ lại bất động, anh làm như không nghe thấy. Ngài có nghe thấy tôi nói không? Mặc dù Biran khó chịu với thái độ đối phương, nhưng trước mắt bên phía mình đang hoàn toàn bị bao vây, ông ta cũng chỉ có thể cố nén sự bất mãn trong lòng. Muốn đàm phán sao? Lý Vũ từ trên cao nhìn xuống. Miran lập tức gật đầu. Đúng vậy, ý của tướng quân trai trai chúng tôi là hy vọng hai bên lập tức ngừng chiến, đội quân của chúng tôi có thể rời khỏi lãnh thổ của nước Hoa Hạ ngay lập tức. Tôi không đồng ý. Lý Vũ lạnh lùng nói ra bốn từ. Cái gì? Miran sửng sốt. Ông ta không ngờ đối phương sẽ trực tiếp từ chối. Dù sao thì trong mắt ông ta, nước Thần Tam bọn họ chủ động muốn đàm phán, chắc hẳn nước Hoa Hạ phải vô cùng vui mừng mới đúng. Ngài xác định phải làm như vậy sao? Miran căng thẳng hỏi. Lý Vũ chích điếu thuốc, anh sửa lại. Có thể đàm phán, nhưng không phải bây giờ. Hả? Và đó là khi nào? Miran buộc miệng hỏi.